mừng các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn để đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thời Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Thu Hương xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng theo dõi chương trình Streamer Tri Thức của Thể Hình Online. Buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2015 là video phát sóng lần thứ 8 của Thể Hình Online. Chủ đề của buổi phát thanh hôm nay mà Hương muốn gửi đến quý khán thính giả đó là bạn thuộc tạng người nào? Ectal, Mesial hay Endal? Tạng người của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến chế độ dinh dưỡng và chương trình tập luyện. Việc hiểu rõ về cơ thể của chính mình sẽ giúp bạn lên kế hoạch xây dựng cơ bắp cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn. Khi mới chân ướt chân ráo bước vào giới thể hình chuyên nghiệp, tôi như bị ngột thở vì có quá nhiều chương trình tập luyện khác nhau, thực phẩm bổ sung và chế độ dinh dưỡng, sách vở và lượng thông tin khổng lồ về ngành công nghiệp này. Do có quá nhiều sự mâu thuẫn giữa các chế độ dinh dưỡng và luyện tập nên dường như tôi bị mất phương hướng và không biết mình phải làm gì. Kết quả là tôi đã mất gần 6 tháng trong phòng gym mà chẳng đem lại kết quả khả quan nào. Động lực trong tôi đang dần tan biến. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản, đã có lúc muốn từ bỏ tất cả. Trong phòng tôi, lúc đó có một anh bạn cho tôi một cuốn tạp chí và dặn tôi hãy nghiên cứu kỹ về các dạng tạng người. Kể từ đó, tôi như được mở mang tầm mắt và tìm được lý do tại sao tôi không thể nào tăng cân. Cơ địa tôi thuộc tạng người Ectal, cân nặng của tôi lúc bấy giờ chỉ khoảng 60kg. Khi mới bắt đầu tập gym, tôi chẳng mấy quan tâm đến khái niệm tạng người là như thế nào. Giống những người mới bắt đầu khác, tôi cho rằng tập càng nhiều tôi sẽ càng to ra. Với ý niệm đó trong đầu, tôi hấp tấp theo một giáo án dành cho bodybuilder chuyên nghiệp. Và tôi tăng được 1,7kg trong vòng 6 tháng, một kết quả thảm hại. Sau khi nghiên cứu kỹ cuốn tạp chí về tạng người, tôi dần dần hiểu được cơ thể của chính mình và biết được cách thức nó hoạt động như thế nào, mức năng lượng chuyển hóa của tôi và quá trình tăng cân của mình. Là một Ectal, tôi cần tập trung nhiều hơn vào lượng calorie nạp vào, nghỉ ngơi nhiều và hạn chế tập cardio. Đó chính là thời điểm tôi bắt đầu tăng cân thật sự mà tôi chưa hề nghĩ mình có thể làm được. Vì vậy, việc xác định và hiểu được bạn thuộc tạng người nào là một điều rất quan trọng. Mỗi tạng người khác nhau yêu cầu phương pháp tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng khác nhau. Sau đây là ba dạng chính: Ectal, Mesial và Endal cùng với các đặc điểm của từng loại. Ectal, tạng người Ectal đặc trưng bởi các anh chàng gầy gòm và các khớp và cơ nhỏ. Thường tạng Ectal có chân dài và ốm, vai thường có chiều rộng hẹp. Đặc điểm để nhận dạng Ectal: cấu trúc và khung xương nhỏ, cực kỳ khó tăng cân, ngực mỏng, vai nhỏ, ốm, người gầy, cơ mỏng và chuyển hóa cơ bản cao. Những ai thuộc tạng người Ectal sẽ thấy rất khó tăng cân do mức chuyển hóa cao nên họ đốt mỡ rất nhanh. Người thuộc tạng người này cần nạp mức calorie cao để tăng cân. Trong quá trình tập luyện chỉ nên tập trong thời gian ngắn và cường độ cao, chủ yếu tập trung vào các nhóm cơ lớn. Các bạn Ectal nên xài thực phẩm bổ sung. Các bạn cũng nên ăn trước khi đi ngủ để tránh quá trình dị hóa cơ vào ban đêm. Tổng quan, tạng Ectal mất mỡ rất nhanh cho nên việc xây dựng cơ nạc là rất dễ. Mesial, tạng người này có cấu trúc xương lớn, mật độ nhiều và thân hình lý tưởng của một vận động viên. Mesial là dạng người phù hợp nhất cho bodybuilding. Họ có thể dễ dàng tăng cân cũng như giảm cân. Trời phú cho họ sức mạnh bẩm sinh và một nền tảng vững chắc để xây dựng cơ bắp. Đặc điểm nhận dạng của người nhóm này: mạnh khỏe, cân đối, năng động, thân thể cường tráng, cơ rõ nét, có thể có dạng hình tam giác, eo nhỏ, vai rộng, mạnh mẽ, dễ tăng cơ, tăng mỡ dễ hơn tạng người Ectal. Tạng người Mesial thích ứng tốt với chế độ tập nặng, tăng cân thường rất nhanh ở những người mới bắt đầu. Nhược điểm ở tạng này là tăng mỡ dễ hơn tạng Ectal, vì thế họ cần phải chú tâm nhiều hơn về lượng calorie nạp vào. Tạng người này nên kết hợp giữa cardio và tập tạ sẽ đạt kết quả tốt nhất. Endal, tạng người này nhìn chắc chắn và béo, Endal rất dễ tăng mỡ. Các bạn thuộc tạng này thường có cánh tay và cặp đùi lớn, cơ bắp mạnh, đặc biệt là cơ đùi. Tạng Endal có lợi thế ở các bài tập nặng, đặc biệt là squat. Địa điểm nhận dạng của tạng người này: thân hình béo và tròn, tăng cơ và mỡ rất dễ dàng, thường có chiều cao khiêm tốn. Người có độ dày, khó giảm mỡ, khung xương lớn, vai và lưng to rộng kể cả chưa tập, mức độ chuyển hóa chậm, cơ không rõ nét. Tạng người Endal rất dễ dàng tăng cân, không may là phần lớn cân nặng chủ yếu là mỡ chứ không phải là cơ.
Để giữ lượng mỡ trong cơ thể thấp, các bạn thuộc tạng này cần tập cardio phối hợp với tạ. Thường các bạn tạng người này không cần phải dùng thực phẩm bổ sung, miễn sao bạn cung cấp đủ lượng protein trong khẩu phần ăn là được. Dạng kết hợp các tạng, hầu hết mọi người đều không thuộc một tạng cụ thể nào, luôn có sự pha trộn giữa hai tạng người. Các dạng kết hợp này có thể là ecto và meso, hoặc có thể là meso và endo. Thường rất khó để xác định ai là một dạng chuẩn của một tạng người nào đó. Ví dụ bạn thuộc tạng meso nhưng lại có khả năng tăng cân như tạng endo. Vậy bạn thuộc tạng người nào? Từ những thông tin cung cấp bên trên, chắc hẳn bạn cũng có thể tự xác định được mình thuộc tạng người nào. Qua đó bạn có thể tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng cũng như chương trình luyện tập của mình sao cho phù hợp rồi chứ. Nhưng cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn một điều rằng không quan trọng bạn thuộc tạng người nào, vì ai cũng có thể xây dựng những khối cơ lớn, nét và cân đối. Thậm chí những bạn có thân hình gầy ốm vẫn có thể trở lên to con. Vâng, tôi biết nó rất khó, nhưng nếu bạn sẵn sàng luyện tập chăm chỉ, điều đó sẽ biến thành sự thật. Tôi đã từng là một chàng trai gầy nhom và bây giờ tôi đã tăng được 30kg với lượng cơ nạc lớn. Đừng tự ti, đừng bỏ cuộc và đừng bao giờ giới hạn bản thân mình trong một khuôn khổ nào đó. Tôi biết bạn to lớn và mạnh mẽ nhiều hơn thế, nhấc tạ lên và cùng tập luyện. Buổi phát thanh hôm nay xin được dừng lại tại đây. Kính chúc quý khán thính giả một ngày chủ nhật hạnh phúc và bình an. Buổi phát thanh hôm nay xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp các bạn vui lòng gửi về địa chỉ email channelonline@gmail.com. Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác trên địa chỉ website channelonline.com.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.